trong sáng nay, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Dân, gia đình chính sách ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Tại nơi đến thăm, Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của cô chú và thăm hỏi đời sống gia đình. Bí thư tỉnh ủy khẳng định Đảng, nhà nước luôn trân sâu sắc các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, các thương bệnh binh, các gia đình chính sách, các thế hệ cha anh đi trước. Những cán bộ lão thành cách mạng đã anh dụng chiến đấu, cống hiến, hy sinh không tiếc xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước phát triển như hôm nay. Đặc biệt, quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách chăm lo gia đình chính sách, người có công. Bí thư tỉnh ủy chúc cô chú luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng dạy bảo con cháu, phát huy truyền thống gia đình, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Long xuyên ngày càng phát triển, góp phần cho sự phát triển chung của cả tỉnh An Giang.